Mắm tôm mà lên bọt vậy nó mới ngon nha. Mình pha mắm tôm chút xíu rượu, chút xíu hành phi, rồi đường, chanh, nhiều đó đó. Mắm tôm ngon là phải sữa bọt nha mấy bạn. Mắm tôm này kiệt mua của Ba Làng nha. Hôm nay mình ăn bún đậu mắm tôm đó. Bún nó chờ tao làm sắc cục luôn. Ủa cái đó mày tự sắc hả Thắng? Tự sắc á. Hay ha. Mua về tao luộc rồi tao ép vô bọc chứ. Mời bạn ăn bún đậu mắm tôm nha. Thắng cái này lên view như lắm đó. Đó bụng là khởi ngon luôn. Không bằng má đâu. Quay quay cạnh như mấy này không biết cách kỹ thuật, quay cuốn lại không hả, để gì luôn, để gì luôn, thịt cuốn lại luộc nha. Phèo, tàu hũ, dưa leo, rau thơm, hộp này hộp luôn, quá xuất sắc. Ê, lấy cho mình cái muỗng nè. Mắm tôm múc lên mắm tôm mới ngon chứ, thắt chấm ngập mới ngon chứ đừng ăn phèo. Đây phèo. Đây lấy cái muỗng nha, tao khoe với tao nấu canh canh cua với gì, canh cua với canh cua với mớp, canh cua với mớp thịt bằm nữa bạn, xuất sắc không? Mày làm sao nó được quánh cột lại vậy Thắng? Nấu nước riêu riêu giống như là nấu bún riêu vậy đó. Nấu nước riêu riêu rồi bỏ thịt bằm, thêm cái trứng gà vô nó dính là gì đó. Đây mới làm mía nha mấy bạn. Làm mía. Ăn miếng rau tí tô vô Thắng, với rau thơm nó mới hợp. Lấy cái góc trồng cái rau đó luôn Thắng. Rau đó nhà mình chưa có. Trồng được đây hả? Từ từ thôi không gấp. Còn tới 3 phút thì mới hết thời gian. Tàu hũ đây. Rau đã ha mấy chị. Ơi rau tí tô mình trồng mấy ấy luôn rồi đó, mấy luống luôn rồi kìa. Gắt dứt canh này cho xin ăn nè. Bún của người ta chưa chắc dính bằng bún luôn á. Tới lúc mình mua cho ẩn mày ảnh như chỗ bán bún đậu chứ. Mua bún về luộc ra ép vô cái bọc, cái thớt dằn lên. Đây thịt sắc, xuất sắc không hả chị? Đó. Thịt bữa nay mày làm ngon quá đó hả? Dính lại luôn rồi đó. Mua dừa rạng. Mua dừa rạng mỏng nha. Mới cuốn lại nè. Thịt hai đầu da nè, tao chỉ người ta nó đa đẳng chỉ mà thịt hai đầu da nè, nó quấn giống vậy nè quý chị. Vì mình nó sắc này bỏ ra thành hai này hai đầu da nè, hiểu không? Thịt hai đầu da là vậy đó. Cái đầu mà hai đầu da có nghĩa là nó cuốn cái thịt lại, em hiểu không? Nó lạc ra bên, dính hai cái đầu da. Giống hình cái này nè, nó lạn bỏ cái miếng này ra, nó dính hai cái này, gọi là hai cái đầu da hai bên. Đó. Đà Nẵng đặc sản đó, thịt cuốn hai đầu da với mắm tôm, mắm tép, giống thịt vậy nè. Có nghĩa là em cuốn cái thịt tròn lại đó, cho thấy hai cái da một miếng thịt đó. À thì thịt nó cuốn lại với nó mới luộc. Đúng. Chứ đâu mà ra thịt hai đầu da đâu ra. Thì đâu mà ra. Lấp gì hả? Thì có nghĩa là nó cắt bỏ cái miếng cái da này ra, nó thành hai cái đầu da bên đây nè, đó nè. Cắt bỏ cái này ra, nó thành hai đầu này, cái cục thịt dính giữa là em quấn cho nó dính lại. Nó để nguyên cái tảng bự luôn, nó mới cuốn lại, nó lấp da nó mới vô trong. Phèo ngon không Thắng? Ngon. Ngon. Ăn với Thắng không? Dạ anh thấy ăn chấm ngập luôn Thắng. Ăn đi. Ăn đi ngon lắm á. Ăn đi. Hả? Nóng rồi mà nóng. Nói luôn cho Thắng. Ngon. Rồi chào khán giả đi. Bye bye các bạn.